Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính bạch quý ngài, chúng con được nghe trong kinh Tâm Địa Quán có câu: công cha núi cả sánh nào, bể sâu đức mẹ biết sao đo lường. Dù cho báo đáp nhiều phương, cũng không trả hết công ơn sông đường. Thật vậy, công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như trời cao, như biển rộng, chúng con chưa đủ duyên đáp đền cho cân. Thế rồi trên lộ trình sanh tử của kiếp người, một cơn vô thường dội đến, đã cướp mất đi của chúng con người mẹ hiền kính mến là bà Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Châu Ngọc, sinh năm Quý Dậu, hưởng thọ 85 tuổi, từ trần ngày 18 tháng 7 năm Đinh Dậu. Đã 49 ngày trôi qua, ngôi nhà này thiếu vắng hình bóng mẹ hiền, người mẹ mà chúng con thường gọi bằng má. Má ơi, ngày nay cho dù chúng con có khôn lớn, có trưởng thành thế nào trong cuộc đời, chúng con vẫn luôn thấy bé nhỏ khờ dại trước tình thương bao la và ân đức sâu dày mà má đã dành cho chúng con. Nhưng cao cả hơn hết, đó chính là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao nhất của chúng con đã có được một người má vô vàn tôn kính, suốt đời thâm tín và phụng sự Tam Bảo với tất cả lòng thành kính trang nghiêm. Đây là tấm gương đạo hạnh luôn soi sáng tâm hồn và cuộc sống của chúng con. Làm sao chúng con không chạnh lòng khi nhớ về người mẹ, người má thân thương đang yên nghỉ bên cõi vĩnh hằng. Mỗi khi con trở về nơi tư gia, nhớ thật nhiều hình bóng mẹ thân yêu. Mẹ ra đi trong nắng sớm điều hiu, con đã khóc thật nhiều khi nhớ mẹ. Giờ đây nơi tư gia này chỉ còn di ảnh vô tri đứng yên bất động, còn đâu nữa những lời dạy bảo ân cần. Nay tiếng ấy chìm dần trong im lặng. Chúng con vẫn biết cuộc đời phù du ảo ảnh, sống gửi thác về là định luật vô thường nào ai tránh khỏi. Nhưng đứng trước cảnh tử biệt sanh ly, làm sao chúng con ngăn được vết thương lòng, và làm sao chúng con ngăn được dòng lệ chia ly khi mẹ hiền đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại. Ngẩn ngơ trước cảnh vô thường, hiểu mà lòng vẫn đau thương ngút ngàn. Hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày 7 tháng 9 năm Đinh Dậu, tại tư gia 131/7 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, tang quyến chúng con chạnh lòng mẫu tử, cảm nghĩa cù lao, nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong cảnh biệt ly, kẻ âm người dương, không biết làm sao mà đền đáp công ơn nghĩa trọng của mẫu thân. Chúng con chỉ biết dâng lời Phật dạy, noi gương báo hiếu của Bồ Tát, thiết lễ cầu siêu cho hương linh thân mẫu chúng con, nhờ hồng ân Tam Bảo, nhờ sức lực chú nguyện của Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức mà cầu siêu cho hương linh thân mẫu chúng con siêu đăng Phật quốc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Như Hạ Tính, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Văn, Phó ban Trị sự Thành hội thành phố Hồ Chí Minh, hiệp cùng quý Hòa Thượng, cùng Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng,
Kính bạch quý ngài, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm Đinh Dậu, cũng là tuần trung thất trai tuần của Hương Linh Phật tử Châu Ngọc, thế danh Nguyễn Thị Nguyệt, nguyên sanh Quý Dậu, hưởng dương hưởng thọ 85 tuổi, từ trần ngày 18 tháng 7 năm Đinh Dậu. Giờ phút này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đang quỳ trước màu quỳnh y rực rỡ của quý ngài. Xin quý ngài cho phép toàn thể tăng gia của chúng con có đôi lời vâng lên tác bạch hưởng trên quý ngài từ hoan hỷ cho Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, 49 ngày qua giữa cõi đời, con như cánh nhạn sống chơi vơi, âm dương ranh giới phân đôi nẻo, mất mẹ là con mất đất trời. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 49 ngày xa cách. Từ khi mẹ già khuất bóng, con như cánh nhạn bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, như trống lạnh cô đơn trong những lúc đêm về. Phải chăng có mẹ là con có đất trời, có tình thương lớn khắp muôn nơi, mẹ còn hiện hữu niềm hạnh phúc là cõi trần gian cõi tuyệt vời. Nhưng có ai ngăn được dòng nước thời gian ngừng chảy, cũng như có ai ôm giữ được hạnh phúc yêu thương cho song thân sống mãi trên đời. Dẫu rằng giờ đây con không còn thơ dại, nhưng mẹ mất rồi thì nghìn thu vĩnh biệt, không bao giờ tìm lại được bóng từ thân. Sen vàng rồi sang năm sen lại nở, mất mẹ rồi không trở lại người ơi. Giữa dòng đời mất mẹ con chơi vơ, dòng nước mắt thay cho lời tâm sự. Đối với người học Phật chúng con, vẫn biết chữ tử huy sanh ký, họp rồi tan định lý vô thường. Nhưng sao lòng mãi vấn vương, nhìn lên di ảnh nhớ thương mẹ già. Mẹ là người đã cho con vay mượn dốc hình này, đưa con vào đời, để giờ đây con có cơ duyên học đạo giải thoát. Ân đức của mẹ không biết lấy chi đáp đền. Nếu như hơi thở còn ra vô, nhịp tim con còn lên xuống, thì con vẫn còn mang nặng nghĩa ân này. Nhìn cảnh vật còn đây, ngôi nhà xưa còn đó, nhưng bóng mẹ hiền đã khuất dạng kể từ đây. Có còn chăng đó là lập lè đốm lửa lò hương, mong manh làng khói vấn vương tro hồng, mồ hoang phủ lớp rêu phong, đất vàng một nắm gọi lòng con đau. Với vết thương lòng chưa khuây khỏa, nỗi ưu tư còn nặng trĩu tâm hồn, khi nghĩ đến vong linh của mẫu thân, giờ đây có được thảnh thơi nơi bên kia thế giới, hay đang bị đỏ đầy trong cảnh khổ lao lung, cũng bởi vì lo cho con mà suốt đời tạo nghiệp. Nghĩ đến đó, con bồi hồi xót dạ, biết làm gì đây để đáp tạ thâm tình, khi hai nẻo âm dương nay đà chia cách. Giờ đây khó được tương phùng, âm dương hai nẻo muôn trùng cách xa, nhớ ân hoàng dưỡng mẹ cha, đê đầu huy mạng tăng già chứng minh. Vâng lời Phật dạy, tạm gác niềm sầu, noi theo gương hạnh của đại hiếu Mục Kiền Liên. Hôm nay nhân ngày trung thất chi tùng của thân mẫu, chúng con thành tâm sắm sanh vật phẩm, thiết lễ trai tăng tiên cúng dường thập phương Phật, thứ cúng hiện tiền chư tôn đức tăng. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho hương linh thân mẫu chúng con là cụ bà Nguyễn Thị Nguyệt,
pháp danh Châu Ngọc, nguyên sanh Quý Dậu, từ trần ngày 18 tháng 7 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 85 tuổi. Nguyện hương linh thân mẫu chúng con thừa tư thiện phước, tấp thoát ta bà, tạo đăng tịnh cảnh. Ngưỡng mong quý ngài thùy từ ai mận chứng minh, hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này, để chúng con được gọi nhuần công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngôn ngữ trần gian là túi rách, chứa sao đầy hai tiếng má ơi. Vừa rồi là lời tắc và lời tri ân đến người mẹ khả kính của toàn thể tăng gia hiếu viếng. Vào giờ phút này, chúng con đê đầu cung thỉnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Như Hạ Tính, Phó Ban Trị Sự thành phố Hồ Chí Minh, trưởng điều hành môn phái Chúc Thánh Việt Nam, ban bố lời đạo từ cho buổi lễ trai tăng hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng ban pháp âm. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Phổ Thiên Ứng Cúng Đệ Nhất La Hán Tăng Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Kiểm soát Giáo hội Trung ương, Phó Thường trực Thành hội Phật giáo Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Thiện Tiền Tăng Chứng Minh tra lễ. Kính thưa tăng môn hiếu quyến, nam nữ tử tông hôn thế nậu ngụa của quá vãng hương linh Phật tử Châu Ngọc Nguyễn Thị Nguyệt. Hôm nay là ngày trung thất định nghiệp trai tùng quá vãng hương linh, gia đình Phật tử thấm nhuần giáo pháp Đức Phật dưới sự hướng dẫn của quý thầy, thiết lễ trai duyên thanh tịnh như luật như pháp, dâng lên cúng dường ba ngôi tam bảo, kiền thỉnh đại chúng chư tăng quan lâm về tại gia đình để góp phần cầu nguyện cho quá vãng hương linh được siêu thanh tịnh độ, và thiết lễ trai duyên cúng dường hiện tiền tăng để hồi hướng công đức cầu nguyện trong buổi lễ hôm nay. Thay lời cho chư tăng chứng minh trang lễ, thầy có mấy lời đối với quý Phật tử trong buổi lễ này để làm hành trang trên lộ trình tu nhân học Phật cũng như sống trong cuộc đời làm tròn đạo tâm đạo hạnh, hiếu tâm hiếu hạnh đối với cha mẹ hiện tiền, đối với quá vãng hương linh trong buổi lễ hôm nay. Thưa quý vị, chắc có lẽ không ai chúng ta nghĩ rằng ở trong cuộc đời này sẽ tồn tại mãi mãi, bởi vì tất cả thế gian là vô thường, cho nên tất cả các pháp hữu vi có sanh phải có diệt. Con người sanh ra cuộc đời ai cũng gọi là 100 năm ở trong cuộc đời, rồi cũng phải theo luật sanh tử mà trở về với bản thể vô dư. Cụ bà bất danh Châu Ngọc 85 năm hiện diện trong cuộc đời đã làm tròn bổn phận người con đối với ông bà, người vợ đối với chồng, người mẹ đối với các con, người bà đối với các cháu, người công dân tốt trong xã hội, người Phật tử thuần thành trong chánh pháp. Thế rồi cụ bà vẫn theo định luật vô thường, xa lìa các con, bỏ lại tất cả cuộc đời mà mình đã hy sinh. Người con muốn làm tròn chữ hiếu vẫn chưa làm xong thì mẹ đã ra đi. Cho nên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu cho cha mẹ thì vô thường đã đến cướp mất thân mẫu. Các con
Nương nơi ba ngôi tam bảo, nhân lễ chung thất ra tuần này, kiền thỉnh chư tôn quan lâm về để nhất tâm cầu nguyện. Thầy mong rằng hiếu tâm hiếu hạnh của người đệ tử Phật, hiếu đạo đối với ba ngôi tam bảo các con đã làm trọn. Hy vọng và tin tưởng rằng giờ phút này mười phương chư Phật đều quan giáng đạo trần chứng minh công đức. Ngài đã hiếu một kiền liên phóng quang tiếp độ hương linh Phật tử Châu Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt đã nghe kinh thính pháp tiêu diêu cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, nói gương hiếu hạnh của Ngài một kiền liên thiết lễ trai duyên như luật như pháp ngày xưa để dâng lên cúng dường chư thập phương tăng để độ cho mẫu thân là bà Thanh Đề và tất cả hương linh ở nơi u đồ địa ngục đều được giải trừ quan nghiệp triêu sanh tịnh độ. Ngày nay các con theo gương hiếu hạnh của Ngài một kiền liên nhân tuần chung thất thiết lễ trai duyên thanh tịnh như luật như pháp, dâng lên cúng dường hiện tiền đại đức tăng, nguyện đem công đức thù tháng này cầu nguyện mười phương chư Phật phán hào quang tiếp độ hương linh Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh là Châu Ngọc, hưởng thọ 85 tuổi, vãng sanh ngày 18 tháng 7 năm Đinh Dậu, được trượng thừa công đức mà siêu sanh tịnh độ. Đồng thời chư tăng cũng cầu nguyện cứu quyền thất tổ, lịch đợi tiên linh của gia đình quý Phật tử cũng trượng thừa công đức này, giải trừ quan nghiệp, siêu sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Và cầu nguyện cho các con Lưu Văn Thông, Lưu Thị, Lưu Vĩnh Tường, Lưu Bích Thủy, Lưu Bích Ngọc, Lưu Bích Sơn, Lưu Duyên An, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thị Diệp Thúy, Bình Trăng, Phạm Phú Đức, Ngô Văn Thiên, Lưu Ngọc Nhung, Lưu Đức Duy, Lưu Quỳnh Nhi, Trần Ngân Anh, Trần Vê Đi, Trần Biêu Linh, Phạm Thị Kim Hiêm, Hồ Ngô Lưu Đức Tâm, Ngô Lưu Thảo Vi, Mai Cô Xê, Vũ Hải Anh, Lê Xịt, Khê Ly, Hốp Bê, Sa, Prai Sa và Esto Vũ để trượng thừa công đức cúng dường tra tăng hôm nay mà các con sống trong cuộc đời được an lành trong ánh hào quang che chở mười phương chư Phật, lễ nghi như luật như pháp trên chư tôn thượng tọa đại đức hiện tiền tăng quan hỷ nạp thọ lễ phẩm cúng dường thanh tịnh này, nguyện đem công đức thù tháng này cầu nguyện cho quá vãng hương linh đều được siêu sanh tịnh độ, cả còn được an lạc và quá vãng hương linh được siêu sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà để được tăng trưởng phước thọ và hiếu tâm hiếu hạnh hiếu đạo được viên thành. Toàn thể gia đình khởi thân đảnh lễ ba ngôi tam bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức chứng minh công đức cho. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô phổ cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi toàn thể tăng gia chúng con đã được nghe pháp âm từ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng ban bố cho đạo tràng chúng, cho tăng gia hiếu quyến chúng con. Chúng con không biết lấy gì đền đáp cho cân thâm ân của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đã vì đại đức tăng, đã vì thương tưởng gia đình chúng con mà đã quan lâm về tại tư gia chúng con. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái, nhất tâm đảnh lễ hiện tòa đạo trường chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng tam ê ba. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi lễ qua đường hôm nay, chúng con đê đầu cung thỉnh thượng tọa trụ trì chùa Long Thạnh, quận 12,
đương kim sám chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Phương thượng trụ tam bảo, Nam mô thập phương, Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo, cung thỉnh chư tôn đức cự bác cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô gia na phật viên mãn bao thân lô sa na phật đường lai sanh di lăng tôn phật cần lạc thế giới a mi đà phật thầm phương tam thế nhân thiết chư phật đại tri văn thù sư lợi bồ tát đại bi quán thế âm bồ tát chư tôn bồ tát ma tăng di ma ban nhã ba la mật cùng văn cầm tăng bám dời âu tinh bồ đồng cúng dương vừa khoảng thân thời đưa nguyện chúng sanh và mỹ dung mạng nam mô tát bà đắc thắng a đa bà lo chi đê an tam bà ra tam bà ra hồng nam mô tát bà đắc thắng tam ba ra ông nam mô tăng hòa đạt tăng a đa ba lô chi đề an tam bán ra tam bán ra ông nam mô tô rô bà gia đạt tăng a đa gia đa địa tăng tô rô bán ra tô rô nam mô tô rô bà gia đạt tăng a đa gia đa địa tăng tô rô bán ra tô rô bán ra tô rô ta bà nam mô tô rô bà gia đạt tăng a đa gia đa địa tăng tô rô nghe nắng tam bà ba biên ngân ra hoàng nắng tam bà ba biên nhật ra hồng biên nhật nghe ra hồng phật chế tỳ khéo thân tòng ngô quang tán tâm tập thoại tinh khí nàng tiêu đại chúng dần khánh thình ca chánh niệm nam mô a mi đà phật tam bạc ra già già tam bạc ra già già tam bạc ra già già tam ba ra già già tam bạc ra già già Di Đà cung thỉnh chư tôn đức kiết trai hồi hướng. Nguyện làm con thảo lòng ý càng áo nào nhớ nghĩa thân sinh thành mẹ dài gian khổ ba năm nhủ bộ chín tháng cựu mang quá nắng bỏ ngủ ấm no đầy đủ cây có công trang sanh nhai lam lộ quyết cùng hoàng vũ phân đấu nuôi con giáo dục vuông tròn đệ tử ăn sâu chưa bao hổ phận kém mèn giờ này quỳ trước đài sen thành tịnh tăng bảo trang nghiêm
hoàng thừa tử tử hoàng hiện tham thiền. Vũ lòng lẫn mẫn hộ niệm cho bảy kiếm cha mẹ chúng con được nhuần mưa phàm. Thân tâm an lạc phát nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa. Ngựa mong các đức Như Lai khắp cõi hư không từ bi gia hộ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung cửu phẩm Liên Hoa Di Phụ Mầu. Bạn tôi Bồ Tát Di Bạn Lữ nguyện dĩ thử công đức phổ cầm ư nhân thiết giải công thành Phật Đạo Tát Đa Nam Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Đi Nam Đát Điệt Ta An Chiên Lệ Chủ Lệ Chúng Đệ Ta Bà. Câu Đi Nam Đát Điệt Ta An Chiên Lệ Chủ Lệ Chúng Đệ Ta Bà. Nam Mô Tát Đa Nam Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Đi Nam Đát Điệt Ta An Chân Đệ Ta Bà. Sở Dĩ Bố Thí Già Tất Quách Kỳ Lợi Hình Hào Tất Đắc An Lạc Phạn Thực Dĩ Ngật Đương Nguyện Chúng Sanh Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư Di Đà Phật. Phục nguyện thiên kính thiên Phật thì thiên thủ thiên nhãn di đề huệ ba vạn ba tăng tứ ba trinh tường Nhi Kiệt Khánh Kim Nhật Đạo Tràng Tứ Nhân Phật Tử Thiết Lễ Trai Duyên Báo Đáp Thầm Năng Cúng Dường Trai Tăng Nhất Duyên Hồi Hướng Cầu Siêu Bậc Độ Chung Thất Chi Trái Tùng Phụng Dị Chân Linh Phật Tử Nguyễn Thị Nguyệt Họ Tam Quy Y Pháp Danh Châu Ngọc Hướng Thọ Bát Thập Nhũ Tế Vãng Sanh Đinh Dậu Niên Thất Nguyệt Thập Bát Nhật Mệnh Thợ Nhi Chung Nguyện Hương Linh Thừa Tư Phật Lực Thính Pháp Văn Kinh Giải Trừ Quan Nghiệp Siêu Sanh Tịnh Độ Võ Nguyện Trì Tiến Qua Vãn Hương Linh Cứu Quyền Thất Tố Lịch Đỡ Tôn Thăng Đồng Thừa Phật Lực Thính Pháp Văn Kinh Siêu Sanh Tịnh Độ Hồi Hướng Công Đức Cầu An Hiếu Nam Lưu Vĩnh Thông Lưu Vĩnh Tường Hiếu Nữ Lưu Bích Thủy Lưu Bích Ngọc Lưu Bích Sơn Lưu Xuyên An Hiếu Hầu Nguyễn Thị Thuận Nguyễn Thị Diệp Thúy Nghĩa Tế Bình Trần Phạm Phú Đức Ngô Văn Hiền Nội Tôn Lưu Ngọc Nhung Lưu Đức Duy Lưu Quỳnh Nhi Ngoại Tôn Trần Ngân Anh Trần Vơ Di Trần Biểu Linh Phạm Thị Kim Hiền Ngô Lưu Đức Tâm Ngô Lưu Thảo Vi Nghiệp Điệt Tế Mai Cô Si
Vũ Hải Anh xét lết xịt khoe ly hợp xe rầy xe Eston Vũ đặng đặng chư Phật tử nam nữ tử tôn hồn tế nội ngộ chúng đặng thừa tư công đức được vạn sự các tường khuyên não đoạn diệt thiện căn tăng trưởng thân tâm thường an lạc phổ nguyện ăn sư quân dục phụ mẫu sanh thành tinh thế đàn đã tăng long phước thọ âm siêu dương thạnh pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tăng chú tu vì Phật qua nghìn hương qua thần ơi nhất tâm triệu thình chung thất trai từng phụng vì hoa vàng hương linh Việt Nam Phật tử thọ tam quy giới pháp danh châu ngọc thế danh tăng nguyện thị nguyệt nguồn sanh quý dầu hưởng thọ trần thế 85 tuổi từ trần ngày 18 tháng 7 năm Đinh Dậu xin nguyện hương linh thừa tư tam bảo lực nghi lai đáo an tiền thinh phát văn kinh thọ tài hướng thực nghi trai tang chủ kiền thành thượng nghi hương khởi thân lễ hương linh mẫu thân nhị bái trà chấm mê sơ tầng ấn trà điểm trà hiến trà dương ký tình thuế biên sai tam thiên thành không bằng diễn về tội tiêu khiến hòa diễn hoa hồng liên nam mô thanh lương địa bồ tát ơi nam mô thanh lương địa bồ Bồ Tát Ma
Phật Đa Tam Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Tham Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiến Ngô Ứng Giải Không Đồ. Những thiết khổ anh xá lợi tự sân bất gì không không bất gì sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành tức diệt phù như thề xa lời tự thì chớ phạt bằng bằng sanh bằng diện bằng câu bằng tình bằng tăng bằng giảm thì gỗ không trung vô sáng vô thọ tượng hành thượng vô nhang nhị tỷ thiệt thân ý vô sắc thinh vị xung pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diện vô vô minh tận nại chi đạo tự diệt vô lao tự tặng vô khổ tâm diệt đạo vô đi diệt vô đa di vô sở đẳng cố bồ đề tăng tối bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô khủng bố viện lý điên đạo mồm tượng cố canh niết bàn tam thế chư Phật nghĩ bát nhã ba la mật đa cố đắc A nầu A tam miểu tam bồ đề ổ trì ban nhã ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thường chú thì vô đăng đặng chú năng trường thiết nhiều chân thiết bấn cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết yên đây yên đây ba la yết đệ ba la tăng yên đệ bồ đề Đề tác bà ha nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa điện già ta di đi đô bà tề a di đi đa tất đam bà tề a di đi đa tỳ ca lan đế a di đi đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa ta già đa và điện và ta di đi đô ba tề a di đi đa tấn đam ba tề a di đi đa tỳ ca lan đế a di đi đa tỳ ca lan đa và di ni và già na chỉ đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa điện và ta di đi đô ba tề a di đi đa tất đam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lan đế a di đà đa tỳ ca lan đa và di ni và già na chỉ đa ca lệ ta ba ha một mảnh hương linh xa chơi miền di lô năm canh trường mộng tưởng nỗi niềm thương đỏ ấm dương ái qua lại tí thương đầu cái cành biệt ly khó lắp chữ ân nghĩa nặng nề là thế xuôi nên câu báo hiếu hằng ghi gấp đồ ăn để tỏ lòng tưởng nhớ tan chủ kiền thành cốt cung khải phạm Nam mô A Di Đà Phật.
mẹ ơi, đây bát cơm đầy đơm nghĩa tình thương nhớ, đây ngọc giới đây lòng, đây tình các con còn đồng trong thương nhớ, ơn nghĩa sanh thành con trả chưa xong. Mẹ ơi, thời gian lặng lẽ trôi, mới ngày nào kia con từ nơi bờ đại dương bay về thăm mẹ. Mẹ tựa cửa chờ những đứa con sao chẳng thấy về. Mẹ ơi, rồi hôm nay đây anh chị em chúng con đã về đến đây, nhưng than ôi mẹ đâu còn để chúng con phụng dưỡng. Nhớ lại năm nào gia đình mình túng thiếu, mẹ gian nắng sương nuôi lớn những đứa con khờ. Rồi hôm nay đây con đã trưởng thành, công danh sự nghiệp con đã có, thì than ôi mẹ đã về cõi giới thiên thu. Để giờ đây mâm cơm lạnh đâu còn người ngồi đó, nụ cười mẹ vui sướng khi thấy con về. Mẹ ơi, đây cơm hương tích đờm thơm mùi giải thoát, rau tàu khê điệu giả thăm tình. Trước án tiền con ngửa mặt dâng lên, dưới án tiền con cúi đầu lại xuống. Tán chủ kiện thành tán nghe phạm, khởi thân lễ hương linh mẫu thân nhị ba biên thân biên thị chân ngôn cần đương trì niệm nam mô ta vàng ta chi đế tam bạc ra tam bạc ra hồng. Nam mô ta Phật đấng thân a đa phật lô chi đế tam bạc ra tam bạc ra hồng. Nam mô tát Phật đấng thân a đa phật lô chi đế tam bạc ra tam bạc ra hồng. Nam mô tô rô bà gia đa đa gia địa tạng tô rô tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô ta bà. Nam mô tô rô bà gia đa tăng a đa gia đa địa tạng tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô ta
Ta Bà Nam Mô Tô Rô Bà Gia Ta Đa Gia Điền Thắng Tô Rô Tô Rô Bán Ra Tô Rô Bán Ra Tô Rô Ta Bà Hán Nga Nga Nam Tam Bà Bà Viên Nhật Ra Hồng Nga Nga Nam Tam Bà Phà Việt Nhật Ra Hồng Nga Nga Nam Tam Bà Phà Việt Nhật Ra Hồng Than ôi cây muốn lặng sao gió chẳng chịu ngừng. Con muốn nuôi mẹ nhưng biết còn tìm đâu được nữa. Ai ơi, có leo non rồi mới hiểu được non cao. Có làm cha mẹ mới rồi mới hiểu được ơn sanh thành dương dục. Cuộc đời mẹ luôn hy sinh vì con trẻ, dạy cho con nhân đức ở đời. Sống trên đời phải lấy chữ tâm, mình sống thế không ai chê cười được. Rồi hôm nay anh chị em chúng con đã làm cha làm mẹ, mới hiểu được lòng mẹ bao la. Không bút mực nào duyên ta. Mẹ ơi, hôm nay ngày chung thất trai từng, theo định nghiệp mẹ sẽ thác sanh về nơi nào đó không còn đau khổ. Giờ phút này đây trước án tiền khói hương nghi ngút, bước ảnh vô hình mẹ nhìn con trẻ. Con trẻ khờ lễ đồ châu xa, nhớ mẹ già chúng con biết làm gì đây. Chỉ niệm Phật cầu hương linh mẹ sớm siêu sanh về cõi tình. Ai hà thiên xích nghe là nghe khổ, ai bạn trùng à ba dục thoát lưng hồi khổ, tạo cấp niệm di đà. Dạng hương linh A Di Đà Phật Nam Mô 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 Đại Thế Giới Bồ Tát.
Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Chúng Bồ Tát. Nam mà mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Hóa Vi Phụ Mẫu Hóa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Vi Bàn A Lự. Nam mô Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh Phật Nghi Nguyện. Hồn về Cực Lạc Nghi dứt sạch nghiệp trần lão, sẽ nghe vàng chính phẩm nở hoa khai, xin nguyện hương linh được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Nhất thành thượng đạt giảng tội băng tiêu, nguyện chung thất di trai từng quá vạn hương linh cụ bà Nguyễn Thị Nguyệt. Pháp danh Châu Ngọc Quân sanh quý dầu, hưởng thọ trần thế 85 tuổi. Từ trần ngày 18 tháng 7 năm Đinh Dậu, xin nguyện hương linh kể từ hôm nay, nương nhờ Tam Bảo thấu rõ vô thường vô ngã, xả bỏ quyển thân tư đại tiêu giao, tình cảnh thác sanh chính phẩm sen vàng. Kỳ toàn thể tan gia hiếu quyến nam nữ tự tôn, phước thọ vô hương pháp giới âm dương giai cộng thành Phật nghe đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tiêu diệu chớ giờ khoái làng bao liên đài ai hiệp trường, thế tôn tiền à như lại thân thọ ký ai. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Ma Ta tiếng linh sự đến đây hoàn mãn, toàn thể tác gia quyên kiền thành trà chấm bảo mạng. Trà chấm bảo mạng khởi thân lễ tạ hương linh mẫu thân thành tất tư ba. Thank you.
xót xa cõi lòng, cách xa còn mãi nhớ mong bóng hình của mẹ trong lòng của con. Sương rơi điểm trắng trên ngàn, tóc mẹ bạc trắng vì con một đời. Lệ rơi ướt đẫm mi xa vì con mẹ đã bỏ qua tuổi đời. Một thời sớm nắng chiều mưa, một thời